Cảm ơn người đầu tiên trên sức phép. Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Xin gửi lời chào đến ban giám khảo. Em tên là Bùi Quang Nhật và số báo giá của em là 104. Và hôm nay em xin dự thi một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Hồi ạ. Ca khúc của mình tên Dẫu Có Lỗi Lầm. Xin mời các bạn nghe. Oh.